Dạ, xin chào chị Cát Tường và bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Hoài Thi, sinh năm 1992, quê quán ở Bình Phước. Hiện giờ đang làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Dạ, em đang làm việc về bên vá vỏ xe. Tiệm của em hay là em đi làm cho anh ta? Dạ, em đi làm cho anh ta. Dạ, làm công việc này lâu chưa? Dạ, cách đây cũng gần 10 năm. Chỉ một cái việc vá vỏ xe thôi. Wow, hay ha, 10 năm trời một công việc một. Rồi trước khi mình làm cái vá vỏ xe mình làm nghề gì? Dạ, thì trước khi làm công việc vá vỏ xe thì em đi làm rấy. Rồi mình dự định gắn bó với công việc này tới chừng nào? Chắc khoảng 1 đến 2 năm nữa thì em sẽ ra ngoài làm riêng. Cũng là cái vá vỏ xe đó luôn. Người ta nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Anh này anh kiên trì một nghề một. Mời em gái giới thiệu. Xin chào chị Cát Cường và xin chào khán giả và anh bên kia. Em tên Nguyễn Hoàng Mai Trinh. Năm nay em 30 tuổi, em làm công nhân ở bên quận 7. Em sinh sống ở quận 4. Chết rồi, em là làm việc ở chỗ nào? Dạ. Sinh sống ở chỗ nào? Dạ, Đồng Nai. Đồng Nai mà đoạn nào lên tới quận 7 xa gần? Nếu mà đi từ đó về qua quận 7 có tầm gần 2 tiếng. Là em sinh năm bao nhiêu? 91. 91, bên đây sinh bao nhiêu? 92. Ủa, 92 là nhỏ hơn 1 tuổi. Mình có ngại có bạn gái lớn hơn mình không? Dạ không, dạ không. Dạ không. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu em là hơi nóng tính. Hơi mít ướt. Hơi mít ướt. Bây giờ đang làm gì mà rung rúm nên muốn khóc đây? Tại mắt phải bên em chảy mắt sống á chị. Xưa giờ hay là mới đây? Bị bẩm sinh từ nhỏ giờ. À, rồi mình có đi khám đi họ điều trị dạ, gì không? Có khám mà. Hồi nhỏ là bị ít. Rồi lớn lên giờ bị nhiều quá nên đi khám. Mà đã vậy rồi còn hay khóc nữa. Rồi hiện tại em đang sinh sống với ai? Giống em sinh sống với mẹ em, với anh chị. Có hai anh em là Út. À rồi, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì là hòa đồng, vui vẻ, với là tự lập một mình. Còn điểm yếu của em là nóng tính. Thôi ai cũng nóng tính hết trơn hết trọi vậy. Thôi tình trường. Dạ, tình trường của em thì trải qua hai mối tình. Ừ, nói chị Từ nghe coi. Mối tình thứ nhất thì cách đây khoảng 10 năm. Thì em với người đó thì khoảng 6 tháng thì chia tay. Rồi mối tình gần đây nhất thì mới chia tay đây khoảng 1 năm. Em thì cũng ít quan tâm đến người đó, em chỉ có quan tâm về công việc nhiều hơn. Với một phần nữa là em do em bị bẩm sinh về con mắt nữa em nữa. Mắt em bị gì nữa? Dạ bị lé. À, chứ đâu có bị gì đâu đúng không? Dạ. Là coi như gia đình bên đó không cho. Dạ. À, gia đình bên nhà gái là không có chịu. Dạ. Mà trong suốt 10 năm mà lúc mà mối tình thứ nhất, mối tình thứ hai giữa 10 năm đó là không có mối tình nào hết trơn hả? Dạ. Lý do tại sao? Do là về công việc em cứ đam mê vào công việc nhiều. Rồi bây giờ nếu có bạn gái thì em có dành thời gian cho bạn gái không hay là? Dạ có. Rồi giỏi quá ha, làm mà tao nói tay còn đen kìa, dính rồi, cái đó là nghề nghiệp đó ha. Rồi kinh tế mình đủ sống không cưng? Dạ cũng đủ. Đang sống với ai? Đang sống với cha mẹ. Rồi còn tình trường của em thì sao nè? Em có tình trường của em là quen hai người mà chia tay cũng lâu rồi chị. Mối tình đầu tiên là cũng 4 tháng. Sao chia tay? Không có hợp nhau về tính cách thì quan điểm này kia cũng chia tay chị. Rồi. Tình trường thứ hai thì mới quen cũng thôi cầm đó 4 tháng luôn. Cầm đó 4 tháng luôn. Cũng 4 tháng luôn. Trời sao có con số 4 hợp với em quá vậy? Sao nữa? Mà hai người có này cãi nhau hoài nên chia tay luôn. Trời đất ơi. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một bạn trai vui vẻ, hòa đồng, luôn hiểu và quan tâm mấy bạn gái. Ngoại hình thì cao em 1m60. Tròn. Thân hình hơi gầy một tí, đề nghị bồi dưỡng thêm. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m56. Tròn hơn em chút rồi được. Tròn em chút rồi. Dạ. Em nuôi đi cho người ta tròn. Có gì nữa không? Vậy thôi dạ hả? Không. Rồi còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Thì em muốn tìm người bạn gái thì ưa nhìn. Với biết quan tâm gia đình và hiểu được về công việc của em hơn. Biết chăm sóc về gia đình với hiếu thảo hai bên. Rồi, đây có 4 cô gái. Đây cũng có 3 chàng trai lựa đi. Đâu, ảnh là ai? Anh này. Lý do sao chọn anh đó? Tại vì em thấy có mình. Anh thấy có mình. Tấm hình 3 người đàn ông mà một anh thì là chú rể, một anh đứng con cô ôm xà nè ông bên thì còn có anh còn lại thôi à. Dạ. Mà nếu anh này thì em chịu không? Dạ chịu. Chịu hả? Dạ. Hồi nãy anh có chia sẻ, anh nói là mắt anh sinh bẩm sinh là hơi lé một chút xíu thì em có ngại không? Dạ không chị. Chủ yếu là anh ấy quan tâm và
hiểu cho em nữa. Rồi thí dụ em chịu mà ở nhà mẹ em không chịu rồi em tính sao? À, mẹ em nói là nếu mà con chịu thì mẹ chịu chấp nhận. Quyền đó là quyền quyết định của con chịu là mẹ chịu đó. Trời. Tìm ra chưa? Sao chọn cô đó, lý do? Là thích thì chọn vậy thôi hả? Rồi. Bây giờ xem thử coi sự chọn lựa của chàng trai đúng hay không. Xin mời quý vị nhìn về cửa trái tim. Em nghĩ em đúng không? Hên xui, hên xui. Hên xui. Rồi, hôm nay xui hay hên? Xui. Xui. Chọn sai rồi. Chọn cái cô ngồi đối diện em á. Sai là có phạt á. Bây giờ sao? Phạt á. Rồi có món quà gì tặng cô gái không? Rồi, tặng qua trái tim đi. Dạ, có món quà em muốn tặng em. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, ngồi xuống là tâm sự nha. Rồi, coi trước tiên là quà nè, quà gì vậy? Lý do hỏi ảnh coi lý do sao tặng em đồng hồ. Lý do sao anh tặng em đồng hồ? Thì nếu hai đứa quen nhau thì mỗi giờ mỗi khác thì anh luôn luôn bên cạnh em. Anh luôn luôn bên cạnh em. Anh sẽ viết yêu em từ ánh mắt đầu. Anh sẽ nói... rất là ý nghĩa. Rồi bây giờ mời hai bạn nha. Mình sẽ bóc một lá thăm của chương trình nè. Có những câu hỏi trong này, những yêu cầu mình thực hiện để mình có thể là hiểu nhau nhiều hơn, mình giao lưu với nhau nhiều hơn. Cô gái tiến tới massage cho chàng trai rồi hỏi cảm nhận. Mời em, không có gì ngần ngại hết. Đứng sau lưng ảnh, biết hồi đó giờ có massage cho ba không? Massage cho mẹ không? Dạ có. Có, bây giờ mình bóp vai cho ảnh, massage cho ảnh coi. Trời ơi, nó cưng ghê chưa? Anh cảm nhận như thế nào anh? Thì cũng nói chung thì cũng đỡ mỏi thì và cũng được kiểu hạnh phúc á. Tôi thấy tay cô này cũng chuyên massage nha. Trời ơi, đi làm về mệt mà có người sao bóp vậy là ngon lành ha. Cả ngày mà ngồi vá vá rồi ha. Cảm ơn em gái, về chỗ đi cưng. Rồi bây giờ tới phiên mình nè, bóc một lá đi. Cô gái chọn cho chàng trai thực hiện hôn má cô gái, massage cho cô gái, ôm từ phía sau cô gái. Giờ muốn chọn cái nào? Chắc cũng massage. Chắc cũng massage. Đúng rồi, massage qua massage lại. Dạ. Mời em. Ta làm mình đã lắm á nha, làm sao ngon lành à. Được không, được không? Dạ được. Ổn không? Dạ ổn chị. Vậy là tối mệt hai đứa massage qua massage lại ha. Dạ. Thư giãn một ngày trong công việc. Dạ. Rồi, dễ thương quá. Tại sao mà có những cái thử thách như vậy? Chẳng qua là cho các bạn có cái sự tương tác cho mình dạng dĩ hơn. Bây giờ chị Tường muốn nè, nhìn nhau 30 giây. Rồi, mình nói cho nhau nghe cái suy nghĩ hiện tại, cảm xúc của mình như thế nào. Chị muốn hai bạn nắm tay nhau qua cái cửa trái tim này. Rồi mình nói, nhìn nhau nha. Em trai nói trước đi. Thông qua chương trình này thì em cũng đã đủ. Em đã cũng quen hai người, cũng đã chia tay. Thì anh cũng chia tay với hai người. Thì thôi, đã đến đây tham gia chương trình này thì hãy trao nhau cho nhau một cơ hội. Qua chương trình này thì em cũng như anh, mong anh sau này phải quan tâm với em nhiều hơn và chia sẻ công việc. Rồi, rồi. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Một. Hai. Ba. Rồi. Trời ơi, thiệt á, tôi bấm nút mà tôi hồi hộp. Nhưng mà tôi biết cái người hồi hộp hơn cả chính là hai bác ngồi phía dưới.